Xin chào mọi người hôm nay em chia sẻ cho mọi người cách nhân giống lan đen này phụ nữ này cắt lê này thì nó đều như nhau em thì em bán lan thật nhưng mà em chia sẻ cho mọi người cách nhân ra tự nhân ra mình không thể đi mua mình tự nhân ra được làm sao mình phải đi mua đúng không mua làm gì nhân ra thì, thì thứ nhất là mọi người có nhiều cây chơi thứ hai nó sẽ đẻ ra nhiều cây con tơ thì sau này nó sẽ nhiều hoa và cần thiết ví dụ bạn bè mình thích thì mình có thể tặng đây em nhân ra này. ví dụ bạn bè thích thì mình có thể tặng họ cái cây này đấy có gì đâu đây kể cả cát hay dạng thế Cây già nhân ra bây giờ lại có mèo hoa Đơn giản lắm Mọi người đừng có phức tạp hóa nó lên Và cũng đừng nghĩ nó khó quá Tại sao cái cây đen em khuyên mọi người không nên kích hoa À không nên kích kỳ Kích kỳ chả giải quyết vấn đề gì cả Mà mọi người cứ để cái thân già đấy Nó sẽ cho hoa Đây cái này của em hoa quanh năm Cái này, này một lần hoa này Hai lần hoa này Ba lần hoa này Đấy đến, đến lần thứ tư là cũng là hoa luôn Thế tại sao mình phải kích kỳ làm gì Mình chơi hoa mà mình kích kỳ làm gì cách nhân giống của nó thì đơn giản lắm. bây giờ em chia sẻ cho mọi người đấy, mọi người cứ thấy không? cái này trong vòng một năm vừa rồi của em cái 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 chậu lan này, lúc nào nó cũng có hoa, lúc nào cũng có hoa chơi, không nhất thiết là phải phải nhân kỳ kích kỳ làm gì cả, mà em cũng không dùng thuốc kích. thì cái cây 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 đen rô này của em em rổ vào đây, đấy mọi người nhìn em ghép không? rất ẩm thôi, dễ này, dễ nó ăn ra này. đấy, chăm sóc thì rất bình thường thôi, chả có gì cầu kỳ cả thì ví dụ như cái cây này em lấy ra rồi đúng không em rổ ra một cây em làm cho mọi người xem ví dụ như cái cây này em lấy ra rồi ấy, thì em uh, lấy ra khỏi chậu rồi thì em bóc ra luôn em cắt dễ luôn nhưng mà đối với những cái cây ở trên chậu ấy thì mọi người không cần phải rổ ra làm luôn ở trên chậu mình kích luôn ở trên đấy không cần phải rổ ra làm gì cả đây ví dụ như cái cây này mình uh, lấy cái con uh, dao ấy con dao sắc sắc một tí nhé mọi người Mọi người đừng có dây đi dây lại nhé Làm là phải dứt khoát luôn Cắt một phát thôi Đấy Đây Cái thân già này Cái thân già này sau này nó đẻ lên Cái thân già này mọi người cứ cắt sạch dễ đi Không để lại cái dễ cũ nào cả Cắt hết Cứ làm mạnh tay vào đừng sợ nó chết Cái đen rô này nó khỏe lắm Mọi người nhân ra được rất nhiều luôn đây kể cả cái cây con này này Mọi người nhìn thấy cái cây này Nó cũng lên được đừng có vứt đi Đấy như cây này Không cần phải để lá đâu Những cái cây dài tách ra mọi người đừng để lá nhé Để lá nó càng nhanh teo thôi Đấy cắt ra như thế này Cây này thì mình làm cây tơ Mình trồng lại còn cây này này cái... Hôm nay em nhân em chia sẻ nhân giống Thì em chia sẻ cái cách làm cây già này này Đấy mọi người cứ để cho nó khô hết các vết thương này nhé không cần bôi keo không cần kích thuốc làm gì cả mọi người kích thuốc kích kì ấy, thì nó cũng lên nhanh nhưng mà nó lên nhanh thì ngược lại cái cây nó lại chậm ra dễ mọi người cứ để chỗ nào dâm mát cho nó khô hết các vết thương này cho em khô hết xong sau đó mình đem ra giàn lan ấy mình để ở dưới giàn lan đấy nó là nào nó sẽ tự lên mầm thôi đây cái này em cũng để không tự nó lên tự nó lên không phải kích thuốc không phải gì cả mà nên cây rất mập và ra dễ luôn còn mình kích thuốc vào ấy nó lên nhưng mà nó sẽ chậm ra dễ đấy mọi người cứ để này kể cả cái cây này vặt ra như này thì cũng được cái mầm này nó vẫn lên này cái này nó vẫn lên cái này nó vẫn lên và cái này nó cũng lên không việc gì phải vứt đi cả có nhiều cây nhá nó ở dưới này nó hết mầm rồi ấy. nó lên ở trên này này nó lên ở cái đốt lá này cái bản năng sinh tồn của nó là nó phải duy trì sự sống có nghĩa là khi mà nó hết mắt rồi ấy thì nó sẽ không ra hoa đâu mà nó sẽ lên mầm đấy mọi người đừng vội kích thuốc và làm gì cả tại sao chơi lan mà cứ hỏi anh ơi chỉ em cách kích thuốc với này thế kia mình cứ tìm hiểu cái nguyên lý tự nhiên của nó cái bản năng tự nhiên của nó đi xong rồi mình chơi theo cái bản năng tự nhiên của nó kể cả cây tơ này cũng thế cây tơ này giờ em cắt hết em ghép lại này em cắt hết cho nó sạch mầm bệnh là một thứ hai là cho nó ra dễ mới cho nó khỏe chả tội gì phải giữ lại mấy cái dễ cũ này làm gì cả nên là mọi người chơi mọi người phải phải xác định rõ mình chơi hoa hay là mình kinh doanh buôn bán ví dụ như cái lá này mấy hôm vừa rồi nó rơi chậu ấy cái ná này thối rồi thì không chữa được thì em cắt luôn Mọi người đừng có sợ là nó Mình để nó tự nhiên như thế là Nó như nào Mọi người chơi Mọi người phải xác định là mình chơi Chơi hoa Chứ không phải là mình chơi cái cây Tiền tỷ tiền gì cả Mà phải sợ nó Mình chơi hoa Cứ làm sao nhiều hoa nhiều cây Là mình chơi Không nhất thiết là phải Chơi theo mấy cái ông tiền tỷ như thế nào Kể cả như cây này nhá Bây giờ như cây này Em tách ra như này cũng được Đấy. Như này cũng được rồi. Và cây bên này cũng thế. Tách ra luôn. Cái cây này mà cây nhỏ nhỏ thì còn rút ra được chứ cây to này nó chắc lắm, đấy. Cây này. Cây này em đảm bảo mọi người nó đẻ nên còn khỏe hơn luôn. Và cái cái dòng đen rô này ấy, thì mọi người cứ vặt hết cái lá này đi. Cái thân già cứ vặt hết đi còn thân tơ thì không vặt nhé. Nhưng mà khi mà nhân giống ra thì hãng vặt nhé, chứ còn ở trên cây này đừng có vặt. Nhân giống ra như thế này ấy, thân dài như thế này Mọi người cứ để vào cái chỗ nào dâm mát cho em thôi là không cần phải kích thuốc gì đâu Tự nó sẽ lên Không cần kích thuốc gì hết, tự nó sẽ lên một Cây okay. Denzo này khỏe lắm Và cái vụ lữ cũng thế Đây, vụ lữ đây Em độc nhân củ già ra, củ già cóc đế ra Ai, ví dụ bán cũng được mà ai bạn bè thân thiết gì mình tặng thì cũng tặng được Mình tự nhân ra, đâu nhất thiết phải đi mua đâu Đây, vụ lữ đây Ví dụ như cây vụ nữ này đúng không thì mọi người cứ cắt cái củ này ra Làm mạnh tay vào đừng có sợ nó chết Cái vụ lữ với đen rô với cắt lấy ra ấy Rất khỏe và nó không ưa tưới nhiều Không ưa chăm sóc đâu Mọi người cứ để cho nó tự nhiên đi Thì nó ra hoa nhiều lắm Mọi người chăm sóc nhiều ấy Nó chỉ ra cây thôi Nó chỉ khỏe cây thôi và cái đen rô này ấy, mọi người mà chơi lan ấy, thì rất nên chơi. Vì sao? Một năm nó ra hoa gần như quanh năm ngày tháng luôn không có cái lan nào mà đọ nổi nó đâu và hoa rất bền đấy như cây vũ lữ này thôi nhân lên rất nhiều cây tại gì? tại sao mình không nhân lên tự nhân lên mà phải đi mua rồi phải kích kỳ làm gì cứ nhân tự nhiên như này thôi đấy giống như cây này này cây này ví dụ mà không nhân lên mà để thì vẫn làm được hoa này nhưng mà em thích thì tách ra nhân lên thôi đấy cái lan đen rộ thế và lan cát đây dạng thế mọi người cứ để trên chậu tách cũng được nhá đây em tách trên chậu cho mọi người xem Đấy Tách trên chậu Rổ ra Cắt cái dễ già này ra Nếu mọi người cứ để ở trên Nó liền vào cái chậu này ấy, Thì nó không đẻ con đâu Cái thân già nó không đẻ đâu Và cái thân tơ lại phải còn hút dinh dưỡng Để nuôi cái thân già ấy Đấy mọi người cứ cắt sạch như này Xong mọi người để khô Để cho cái vết thương này nó khô Xong rồi đem ra giàn nan ấy Cứ để ở dưới giàn nan tưới ẩm Tự nó sẽ lên Không cần phải kích thuốc gì cả Kích thuốc vào nó lên nhanh Nhưng mà ngược lại Nó sẽ bị nhiễm thuốc Nó không ra được dễ rất chậm ra dễ thế nào mọi người đừng kích thuốc vào nhé cái gì cần dùng thuốc thì em hướng dẫn mọi người dùng thuốc còn cái gì không thì thôi mình chơi lan chứ đừng để lan nó chơi ngược lại mình em, dô em nhân từ thân già này cho mọi người xem à em nhân từ cái thân bé tí này này đấy nó đẻ ra thế bây giờ được cây to đùng luôn cây này rất to cái mầm của nó lên này. cái mầm này lên mai sau nó to hơn mầm này nữa đấy chăm sóc thì rất nhàn luôn cứ thấy mọi người suốt ngày phân thuốc em thấy vất vả quá. Mà chia sẻ như này thì nhiều ông bán phân thuốc vào ông ấy chửi tối bời lên. Nhưng mà thôi, mọi người cứ chơi chả cần quan tâm ai đâu. Cứ mình cứ chơi làm sao nhàn nhất mình chơi. Rồi, đấy là cách mà nhân giống denzo nhanh nhất. Còn à, có vấn đề gì thì mọi người cứ bình luận dưới video cho em nhé. Em sẽ giải đáp. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.